Vì sao gọi là như hư không tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này, quán tất cả pháp hoàn toàn vô sở hữu, không chướng ngại như hư không mênh mông, nên gọi là như hư không tam ma địa. Vì sao gọi là vô nhiễm vô trước tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này, quán tất cả pháp đều đồng một tướng, tướng ấy là vô tướng vô nhiễm vô trước, nên gọi là vô nhiễm vô trước tam ma địa. Thiện hiện đó là tướng đại thừa kỳ đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát ấy là bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ là gì? Một là thân niệm trụ, hai là thọ niệm trụ, ba là tâm niệm trụ, bốn là pháp niệm trụ. Thế nào là thân niệm trụ? Nghĩa là khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tùy đối với nội thân hoặc ngoại thân, hoặc nội ngoại thân, luôn trụ pháp quán thân trên thân, nhưng không cầu hữu với tầm và tứ, nhiệt tâm tinh tấn đầy đủ chánh tri, diệt trừ được tham ưu thế gian. Thế nào là thọ niệm trụ? Nghĩa là khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội thọ hoặc ngoại thọ, hoặc nội ngoại thọ, tuy trụ quán thọ trên thọ, nhưng không cầu hữu với tầm và tứ, nhiệt tâm tinh tấn biết rõ sự tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Thế nào là tâm niệm trụ? Nghĩa là khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội tâm hoặc ngoại tâm, hoặc nội ngoại tâm, tuy trụ quán tâm trên tâm, nhưng không cầu hữu với tầm và tứ, nhiệt tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Thế nào là pháp niệm trụ? Nghĩa là khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội pháp hoặc ngoại pháp, hoặc nội ngoại pháp, tuy trụ quán pháp trên pháp, nhưng không cầu hữu với tầm và tứ, nhiệt tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, diệt trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa, thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với nội thân luôn quán thân trên thân, nhiệt tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, diệt được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, khi đi như thật biết đang đi, khi đứng như thật biết đang đứng, khi ngồi như thật biết đang ngồi, khi nằm như thật biết đang nằm, mỗi oai nghi sai khác nơi tự thân đều như thật biết như vậy, nhiệt tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, diệt được tham ưu thế gian. Đó là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, diệt được tham ưu thế gian. Lại nữa, thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, diệt được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, biết rõ sự qua lại, biết rõ sự nhìn tới nhìn lui, biết rõ sự cúi xuống ngước lên, biết rõ sự co duỗi, mặc tăng giả lê, đắp y ôm bát, khi ăn khi uống, khi nằm nghỉ, lúc kinh hành, khi ngồi dậy, lúc nghinh rước, thức ngủ, nói năng im lặng, nhập xuất các định đều chánh niệm biết rõ. Đó là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, diệt được tham ưu thế gian. Lại nữa, thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ pháp quán thân trên thân, nhiệt tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, diệt được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, khi thở vào như thật biết thở vào, khi thở ra như thật biết thở ra, khi hơi thở dài như thật biết hơi thở dài, khi hơi thở ngắn như thật biết hơi thở ngắn, như thợ quay bánh xe hoặc đệ tử vị ấy, khi lực bánh xe quay lâu như thật biết lực bánh xe quay lâu, khi lực bánh xe mau như thật biết lực xe mau.
Đại Bồ Tát này cũng như vậy, như thật biết rõ sự sai khác của hơi thở ngắn và hơi thở dài. Đó là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, diệt được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, nên trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện. Như thật biết rõ các giới sai khác của tự thân. Đối với địa giới, như thật biết rõ đây là địa giới. Đối với các thủy giới, như thật biết rõ đây là thủy giới. Đối với các hỏa giới, như thật biết rõ đây là hỏa giới. Đối với phong giới, như thật biết rõ đây là phong giới. Như đồ tể giỏi hoặc đệ tử vị ấy, sau khi giết trâu, rồi dùng dao thật bén, mổ xẻ thân, phân làm bốn phần, hoặc ngồi hoặc đứng, như thật biết rõ. Đại Bồ Tát này cũng vậy, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quan sát sự sai khác của bốn giới địa, thủy, hỏa, phong nơi tự thân. Đó là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, diệt được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, diệt trừ tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện quán kỹ tự thân, từ chân đến đỉnh đầu, trong đó đầy rẫy những thứ bất tịnh, bên ngoài nó được lớp da mỏng bao bọc, tuy được gọi thân này nhưng chỉ gồm các loại tóc, lông, móng, răng, da dày, da mỏng, máu thịt, gân mạch, xương tủy, tim gan, phổi, thận, lá lách, mật, bao tử, ruột già, ruột non, phân, nước tiểu, nước mũi, nước bọt, nước dãi, nước mắt, mồ hôi, đàm, mủ, mỡ chải, mỡ nước, não, ghèn, giấy tai. Bên trong tràn đầy những thứ bất tịnh này, như trong kho của các trưởng giả hoặc nông phu, chứa đầy các loại ngũ cốc, gồm nếp, mẻ, lúa, đậu bắp, vân vân. Người sáng mắt mở kho ra xem, biết đúng như thật, trong ấy chỉ có nếp, mẻ, lúa, vân vân. Đại Bồ Tát này cũng như vậy, quán kỹ tự thân, từ chân đến đỉnh đầu đầy giấy bất tịnh, chẳng đáng tham đắm. Đó là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, diệt được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, nên trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khi đến gò mả quán sát tử thi bị vứt bỏ, hoặc thấy chết đã một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, tử thi trướng sình lên, sắc ngà xanh bầm, da thối rữa, máu mủ lan tràn. Thấy việc này rồi, tự nghĩ thân ta tánh chất cũng như vậy, đủ pháp như thế, nếu chưa chứng niết bàn, rốt cuộc cũng như vậy, nên sanh nhàm chán xa lìa. Đó là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, diệt được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, nên trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện đi đến chỗ gò mả, nhìn tử thi bị vứt bỏ đã một ngày hoặc hai ngày cho đến bảy ngày, tử thi bị các loài cầm thú như chim, diều hâu, quạ, kênh kênh, kẹo,